Sau khi biết mẹ đã ngã bệnh, Lizzy đã rất hối hận xin lỗi, nhưng bà mẹ vẫn không tha thứ. Song song đó, Kim dù buồn bã nhưng vẫn chấp nhận giúp Nam Phong tổ chức buổi tỏ tình với Thiên Di. Ellie đã gặp Kim bày tỏ lòng mình, khuyên anh rời xa Kim, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, khiến cho cô gái rất tức giận và thèm ghét Kim nhiều hơn. Lizzy không muốn mẹ muộn phiền vì mình, nên đã quyết định từ bỏ ước mơ, nghỉ học tại Lala ở nhà chăm sóc và nghe theo lời của mẹ. Nhưng những lời khen ngợi và cuộc tâm sự của cô tám hàng xóm đã khiến cho mẹ của Lizzy đã suy nghĩ lại. Nếp đã đi đến chỗ hẹn của Anna, nhưng lại nhìn thấy người nhận món quà đó không phải là cô, mà là cậu bạn đình trọng của lớp kế bên, khiến cho cô nàng vô cùng hụt hẫng. Vậy liệu tình bạn giữa Nếp và Anna sẽ như thế nào? Còn Lizzy có được tiếp tục quay trở lại trường Lala không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Chị cầm tiền này. Không, con không cầm đâu mẹ. Con sẽ không bỏ nhà lên Sài Gòn học nhạc nữa đâu. Mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà mà. Xin lỗi em, anh bắt em đợi lâu quá rồi thôi. Để tiếp cận Đình Trọng á, là tôi phải giả vờ như mình không biết làm bài tập á, để cho bạn ấy giải thích. Anna. Hả? Đình Trọng. Anna gọi Trọng ra đây có việc gì vậy? Anna có quà muốn tặng cho Trọng nè. Đây là quà mà Anna tự tay làm á. Nhân dịp gì mà Anna lại tặng quà cho Trọng vậy? Cảm ơn Trọng đã học nhóm với Anna mấy bữa nay, còn giúp Anna làm bài tập nữa. Anna mà cứ khách sáo như này á, mai mốt Trọng không dám học bài chung với Anna nữa đâu đấy. Thôi rồi, lần này thôi nha. Cảm ơn Anna. Anna ơi, Anna. Trọng có cái này cho Anna. Bộ Đình Trọng cũng có quà cho Anna hả? Quà gì đâu. Đây là cuốn bài tập. Những cái bài mà Anna hồi trước không hiểu á, thì Trọng đã chú thích lại. Anna về nhà xem lại nha. Anna biết rồi. Ồ, Anna có gì muốn nói với Trọng hả? Không có gì. Thật không? Thật. Thôi Trọng về lớp nha. Bye. Alo, tôi nghe nè. Trời ơi, Lizzy, bà nghe điện thoại, tôi mừng ghê. Mấy hôm nay tôi không tiện gọi cho mấy bà, tôi xin lỗi nha. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Mà nè, tôi có chuyện này vui thông báo cho bà. Bên kia Rin cũng đã chuyển tiền rồi, nên có gì tôi sẽ gửi phần tiền của bà qua cho bà nha. Bà nói thật hả? Tin quảng cáo kia Rin đã về rồi ư? Thiệt. Đúng là công sức của tụi mình đã được đền đáp rồi. Đúng lúc tôi cần tiền mua thuốc cho mẹ. May quá. Mà mẹ bà ổn chưa? Tình hình sao rồi? Mẹ tôi cũng đỡ hơn rồi, nhưng chắc tôi sẽ không trở lại với mấy bà nữa đâu. Bà cố khuyên mẹ bà đi chứ, đừng bỏ dở như vậy. Tôi nhớ bà lắm đó. Tôi cũng nhớ âm nhạc, nhớ mấy bà nữa đó. Thôi bà đừng buồn nữa, cố xem vài bữa nữa tình hình sao rồi tính. Tụi tôi luôn đợi bà đó. Thôi tôi đi nấu cơm nha. Cảm ơn mấy bà nhiều. Tôi cấp máy đó nha. Mẹ.
Tôi muốn nói chuyện với chị một tí. Chị cầm tiền này, lên đi học tiếp đi. Đây là số tiền tôi để dành cho chị đi học kinh tế này. Con xin lỗi mẹ. Tôi không đưa nó ra để nhận lời xin lỗi của chị. Chị cầm lấy rồi lên Sài Gòn đi. Không, con không cầm đâu mẹ. Con sẽ không bỏ nhà lên Sài Gòn học nhạc nữa đâu. Mẹ đừng có giận con nha. Mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà mà. Ai nói với chị tôi đuổi chị ra khỏi nhà? Ý mẹ là sao ạ? Tôi người lớn, không có nói hai lời. Tôi nói rõ ràng như vậy mà chị còn hỏi lại à? Tôi nói á, là chị đi vào nhà soạn đồ đạc rồi lên trường La La gì đó mà học đi. Đầu năm đến giờ chị đã lấy tiền đóng hết vào trường La La rồi. Bây giờ bỏ học giữa trường là sao? Cầm lấy đi rồi lên Sài Gòn học. Muốn cảm ơn mẹ thì lo mà học hành cho thật giỏi giang, để cho mẹ sau này á không phải hối hận về việc đồng ý cho con học nghệ thuật, nghe chưa? Dạ. Đâu, anh cảm ơn em nha. Có gì đâu. Anh Nam Phong nè. Từ lúc nào mà anh biết mình thích chị Thiên Di vậy? Từ lúc nào hả? Từ lúc Di nhìn anh cười rồi hát á. Mọi thứ xong xuôi hết rồi đó. Bây giờ phần của em coi như xong, phần còn lại trông cậy vào anh nha. Chúc anh thành công. Anh cảm ơn Kim. Em đi trước á. Bye em. Này em, hãy nói cho anh nghe, làm sao để có thể trở thành người em muốn. Này em, sao cứ ngại ngùng mãi thế? Vậy thì để anh nói ra hết tâm tư này chôn giấu trong lòng bấy lâu. Can you be my girlfriend được không? Để bờ vai này được che chở những ngày giá băng. Can you be my girlfriend được không? Khi đôi tay mình không còn muốn ôm ai ngoài em, muốn ôm ai ngoài em. Tặng bà. Ủa? Sao tự nhiên hôm nay lại có bông rồi nến rồi bóng bay các kiểu này nọ? Ông kêu tôi ra đây làm gì vậy? Thực ra bài hát hồi nãy á là tôi viết tặng riêng cho bà đó. Lời bài hát là những gì tôi muốn nói với bà. Là làm sao? Gì à? Tôi muốn nói với bà chuyện này lâu lắm rồi, nhưng mà tôi sợ khi mà tôi nói ra sẽ đánh mất tình bạn của hai đứa, sẽ mất luôn vị trí trong cuộc sống của bà, không được bên cạnh bà chăm sóc quan tâm nữa. Nhưng mà hôm nay dù có thế nào rồi chăng nữa, tôi cũng sẽ nói. Anh thích em. Không biết làm sao mà mỗi lần ông đi nói chuyện với mấy người bạn gái khác á,
tự dưng có tôi xuất hiện xong rồi tôi kéo ông đi làm nhạc không? Là sao? Tại vì tôi ghen á. Ý bà là... Thì bây giờ có ai thích nhìn người mình thích đi nói chuyện với những người con gái khác không? Tôi cũng giống như ông thì tôi không có cái lý do nào để cấm ông làm mấy cái chuyện đó hết á. Cho nên là tôi chỉ biết là lo ông đi làm việc với tôi để tôi được ở bên cạnh ông. Ủa? Nhưng mà bà với Ricky là sao? Tôi với Ricky chỉ là bạn thôi. Ông giúp tôi mà. Thì ra là chơi chiêu chứ gì. Thì bây giờ nếu không chơi chiêu thì khi nào ông mới tỏ tình với tôi? Xin lỗi em, anh bắt em đợi lâu quá rồi phải không? Trọng á? À, đây là quà mà Anna tự tay làm á. Nhân dịp gì mà Anna lại tặng quà cho Trọng vậy? Cảm ơn Trọng đã học nhóm với Anna mấy bữa nay, còn giúp Anna làm bài tập nữa. Ủa, sao nếp ngồi đây thẫn thờ vậy? Không sao. Có thật là không sao không? Nhìn mặt không có tí sắc thái gì hết mà nó không sao. Tôi nói không sao thiệt mà. Vậy thì thôi. Này, ba tặng quà cho Crush rồi hả? Tôi tặng rồi. Người ta cũng nhận luôn rồi. Vậy là tỏ tình thành công rồi. Đâu, tôi chưa có tỏ tình. Ủa, là sao? Không phải này, tôi thấy cậu ấy nhận quà rồi. Không phải tặng quà rồi là tỏ tình rồi hả? Đâu, thì tôi cũng tính là vậy đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy như vậy nhanh quá. Nên thôi, để từ từ quan tâm rồi tỏ tình sau. Cậu ấy có gì mà sao ba lại thích cậu ta dữ vậy? Tôi nói cho bà thì bà đừng có kể ai nghe nha. Tôi không nói ai đâu. Người đó là Đình Trọng ấy, học ở lớp B. Bọn tôi gặp nhau ở trong thư viện. Lúc đó hai đứa tôi cùng lấy chung một cuốn sách. Mà trong thư viện chỉ còn một cuốn thôi, nên là bọn tôi đọc chung với nhau. Có như vậy thôi mà ba thích cậu ta hả? Bà không biết đâu. Để tiếp cận Đình Trọng á, là tôi phải giả vờ như mình không biết làm bài tập á, để cho bạn ấy giải thích, chỉ cho tôi. Mà bà nhớ là đừng có kể chuyện của tôi với Đình Trọng cho bạn của bà hay là bạn của Đình Trọng nha. Mà sao bà tin tưởng tôi mà kể cho tôi nghe vậy? Thì bà là bạn thân của tôi. Bạn thân? Hóa ra bà luôn xem tôi là bạn thân. Thì từ khi mà bà giúp đỡ tôi nhiều thứ á, là tôi đã xem bà là bạn thân rồi. Ra vậy. Vậy mà tôi cứ nghĩ là... Bà nghĩ gì? Thì tôi cứ nghĩ là ba chỉ xem tôi là bạn bình thường. Bà ngốc quá à. Đâu có bạn bình thường nào á mà kể cho bà nghe hết mấy chuyện riêng tư vậy đâu. Đúng là tôi ngốc thật. Mà thôi, tôi về trước nha. Sao nhìn bà buồn vậy? Con ba, sao lại ngồi đây suy tư? Bà có bao giờ giúp người mình yêu tỏ tình chưa? Giúp người mình yêu tỏ tình? Đừng còn nói là bà giúp người mình yêu tỏ tình nhé.
Sao bà ngốc quá vậy? Tự nhiên là đi giúp người mình thích là tỏ tình. Bà không biết buồn hả? Buồn thì cũng không buồn, nhưng thật ra thì cũng có chút hơi khó chịu. Bức rứt lắm. Ủa, là sao? Rốt cuộc là bà có yêu người ta không vậy? Nếu bà yêu người ta thì đáng lý ra bà phải buồn và đau lòng chứ. Lúc đầu á, tôi cũng nghĩ là mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà không hiểu sao, khi mà nhìn thấy hai người đó hạnh phúc, tôi lại thấy vui trong lòng. Mặc dù cũng có chút hơi khó chịu. Có thể tình cảm đó của tôi chỉ là tình cảm ngây ngô của con nít thôi. Sao ba cao thường quá vậy? Tình yêu mà, tranh giành làm gì chứ. Cho dù có giành được thì trái tim người ấy cũng không thuộc về mình. Như vậy cả bà và người ấy đều không hạnh phúc. Có khi còn khiến cho mối quan hệ của hai người càng thêm xa cách, đau khổ thêm thôi. Hóa ra là như vậy. Vậy là mình nên chúc phúc cho người mình yêu thôi. Vậy mới là tình cảm chân thành. Người đây, mày làm cái gì mà cười tẩm tỉm vậy? Tại tôi lướt Facebook á, thấy người ta kết bạn với tôi quá trời luôn nè. Còn comment khen tôi dễ thương nữa. Vui ha, tôi cũng được khen quá trời luôn nè. Mà tôi thấy từ khi clip của tụi mình đăng lên á, hút được quá chừng sự chú ý luôn á. Mà mấy bà có biết người ta gọi mình là gì không? Là gì? Là gì? Là hiện tượng mạng đó. Ôi, vậy là tụi mình nổi tiếng lắm đó đó. Càng ngày càng nổi tiếng. Thôi, hạnh phúc rồi đi. Thôi đi mấy bà, đừng có ngủ quên trên chiến thắng. Rồi quên mất á là mình phải cố gắng nhiều hơn đó. Biết rồi, sao mà tụi tôi quên được chứ. Trời ơi, sao vậy? Bộ tiền về nữa hả? Chắc là lại còn thiếu con cảnh hả? Hay mất kênh YouTube nữa rồi. Chờ người đến bên say lấp ngất đi không suy nghĩ. Thế này lại không có lý gì. Tôi nhớ bảo quá à. Mà Việt Ngân đâu? Nãy tưởng đi chung với bà xuống công ty mà. À, thì Việt Ngân quên cái điện thoại trong lớp. Ê ê, ủa, đi vệ sinh cầm sổ theo làm gì? Để tôi cầm giùm cho nè ha. Ê, hát lên đi, nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ là chính.